đi một cái nhà rồi. Ra khỏi nhà đi. Sơ tán người thôi. Như này sau kịp được 5 phút nó đã xuống bến như này rồi. Hai cái. Đi mấy cái nhà liền này. Cái nước nó chảy cái mặn. Đây cái sắt ánh hoa nhiều. Cái nước này là không sợ. Cái cầm cái điện thoại không vui. Người chắc kịp chạy lá nó. Kịp ơi, kịp ơi. Kìa, nhà nó chạy cái bãi. Đây, dân chạy ra bãi này. Để ý, kìa nó sau ấy. Nó chơi đâu đấy chú mà... chỗ bị đứng không sao được, chỗ này không ngại này, còn tiếp tục xuống này, sâu lắm, này chảy như sông luôn. Dưới này sâu lắm bây giờ ấy. Chỗ này nguy hiểm quá, cho căn nhà bép. Ủi về cái nhà đi luôn này, tí nữa cái mảng trên này xuống là ủi nhà kia đi luôn rồi. Con mồ hôi luôn này. Cái thả thì không đun. Nhà kia đi rồi. Đến đây á. Thế lùi lên, lùi. Ui ui chú ơi. Không đứng đây được đâu. Ui đây. Đây xuống rồi mày. Dưới này sâu lắm rồi. Nhà kia đi rồi. Ui rồi. Nhà to to này sập rồi. Nhà to to này sập sàn rồi. Mọi người lùi ra